Cho bạn đang nói chị cho nè, bấm con này nè, phải bấm con này. Chị cho đâu mình cãi lại nè. Mình bấm con này là sai rồi. Trời ơi, sao mà chỉ được ngón... Đã nói con ngón cái của người ta là ngón vô đối. Trời ơi, mà chơi vậy. Không thể nào mà thay đổi được. Bấm đàn bấm vậy đúng không? Bấm đàn bấm vậy đúng không? Thua. Ta bấm vậy. Sao? Ta thích ta làm hả? Ta thích sao ta làm vậy hả? Chơi kìa, ai chơi chỉ mới thích thú, thích chơi cùng chơi mình chán quá, chơi mình chán. Hello.
ngồi vậy đang quan chơi đó. Ngồi vậy chơi đúng rồi. Hay là đang ngồi vậy chơi nè. Tới tới với hay là. Đi nữa, hết đẩy được rồi đó. Anh Lan ơi, sao con không ngồi lên? Con ngồi lên đi. Con ngồi lên. Ngồi lên chơi đúng rồi. Ngồi lên ba cái đàn lại cho. Con ngồi lên chơi, đúng rồi. Ngồi lên ba cái đàn lại cho. Ngồi giống anh nè. Anh Lan ơi. Anh Lan ơi, con ngồi lên đi con. Đang lại đi anh. Dành đi ba nữa. Ngồi lên. Ai? Đúng rồi, con ngồi lên lấy tay. Con ngồi lên đi. Nè nè, nè, lại chơi với ba đi, lại chơi với ba đi, giỏi nè. Anh lên giỏi nè. Lại chơi với ba đi con. Đi. Ba đâu? Thất bại. Con ngồi kìa, con ngồi tướng. Trời ơi, đã. Con chập mặt như đàn. Nè. Ba đang này. Ba đang này. Làm gì á? Bài đã đang bài gì đang đang bài đâu? Cảm ơn con. Thank you.
rồi, nghỉ chơi nha. Thôi, bye bye nha. Mọi người đi con. Bye bye mọi người đi. Cười, cười cái khỏi. Cười chào cô chú đi. Thái Lan cười, cười cái chào cô chú nè. Oh. Bye bye. Đó, Thái Lan nói bye bye mọi người đó.